Tại thử thách 100 bài hát tập trước, Oren quyết tâm báo thù vùng 1 do mãi hát hay nên hát được ít. Lần này quay trở lại, cô nàng hát banh chành hit của người ta để quyết tâm đạt được thắng cược. Chị rất tự tin về khả năng âm nhạc của mình. nhưng mà ví dụ như cho chị cái câu lời hát thì chị có thể hát được á. Còn nếu như mà đưa chị cái tựa đề để mà chị hát thì chị sợ chị không nhớ. Chị nói đi về. Nếu mà bạn trẻ như vậy thì bạn sẽ chọn bộ đề năm 2000. Bài nhạc rap chữ tình, những bài hát của những năm 2000 trước một cuộc đời đau khổ. Trời, bạn này có biết chị tham gia không vậy? Trời đất ơi, tủ của chị rồi em. Nói về âm nhạc bolero và những năm 2000, nó là một tủ một bụng em ơi. Đến với chị đi em. À vậy chị sẽ chọn nhạc Hàn Quốc. Nhưng mà chị bị cái tựa đề bài hát chị hay không có nhớ. Chị chỉ sẽ nhớ lời với nhớ giai điệu thôi. Thôi kệ, chơi tới đi em. Chị có phải cược không? Dạ có. Chị cược 80 bài. 80 bài hả? Chơi 100 bài hả em? Dạ đúng rồi. Những người khác trước đó là cược bao nhiêu? Rồi thì đặt 40, thì đặt 41. 41? 41 ạ. 41. Chị lên 90. Ví dụ như mình cược 90 nhưng mà mình không qua được 90 thì là mình thua. Chị 80 đi. Dạ rồi, con số cuối cùng chị ạ? 75. Ừ vậy chị 65 em. Phá kỷ lục thôi được rồi chứ cũng không có ham hố gì em. Xin chào các bạn, mình là Trần Thị Diệu Nhi, nhà bè. Mình chấp nhận thử thách 100 bài hát mùa 2. Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, chị Lê Bích Hữu. Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, có tôi luôn cùng chia sẻ. Boy with love, BTS. Ta ta ta, ta ta ta. Đúng quá, hình như vậy á. Chứ là sao tôi hát tiếng Hàn như tiếng Anh được. Bí mật của hạnh phúc. Santa sẽ thấy sao bồi hồi, nhưng dường như đã yêu thật rồi. Điều là yêu thích thôi. Công chúa bong bóng nè. Ngày xưa rất xưa ấy, có một nàng công chúa hồn nhiên như mây, chiếc hài lọ lem. Vũ Long công chúa. Bỏ qua, bỏ qua. Nợ ai đó cả thế giới. Phạm Quỳnh Anh. Nợ một ai vòng tay rồi ôm em mãi, nợ một ai muốn đứng trên bên em lúc buồn vui. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chỉ hỡi em. Khóc. Diệu Nhi, em gái ruột của chị. Đừng cung lang thầm bước trong đêm, một mình khóc trong mưa, tên tim mình tươi tươi nở nở. Ây da, ây da, ây da, ây da. Nhưng em nào biết con tim em. Khơi khơi em hay vui lên, hãy cứ vui cười lên. Em đẹp nhất khi em cười. Ai 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 ai. Người ta nói, người ta cứ nói rằng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Anh không có công với em. Điều em không muốn nay cũng đã đến vào một đêm lặng thinh. Ví dụ bài gì chị thích chị có thể hát nhiều đúng không? Chính anh cũng đã nói chúng ta chia tay. Người vô hình nên không nhìn thấy nhau. Đôi mắt. Không, bài này chị thích lắm, chị phải nhớ. Giờ em nơi phương xa nhiều bỡ ngỡ. Một lần thôi người, một lần thôi đành. Đừng để trái tim em khô héo từng ngày. Giả vờ yêu. Chị có biết. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy quên hết đi em. Những năm tháng bên nhau giả vờ. Giấc mơ tuyết trắng. Em ngồi trời mơ tuyết trắng. Tình yêu trong lần nhất thế gian. Dạ, cánh hoa tan, sắc màu tình yêu. H.A.T là bài ruột của chị. H.A.T là bài ruột của chị. Hai người cùng tô màu sắc, tô màu tình yêu dễ thương. Và một màu tình yêu của chúng ta dằm trong tim. Vì một tình yêu không thể đến, vì một hình dung không thể quên. Vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lánh lung. Bài giữa ngân hà, chị biết á, chị biết á. Và anh chỉ muốn được nhìn em mãi thôi. Bên đường bờ tơ 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 tơ. Tình yêu cao thượng. Chị biết đó, nhưng mà chị không hát được. Là chị Phạm Quỳnh Anh buồn chị. À,
Người mà tôi yêu thương cần một tách cà phê mỗi ngày. Con đường mưa nhớ ngày xưa bước đi chung trên con đường mưa. Chiếc khăn gió ấm nè, gửi cho anh bao nhiêu yêu thương và chiếc khăn nơi gió ấm và đình. Lúc mà yêu thật vui biết bao nhiêu ngày tháng mới yêu. Cho em, chị biết bài cho em. Những đêm vắng mình em mà thôi, ai nào có biết đâu em buồn. Không đau vì quá đâu. Nên cái gì nước mắt chảy nè. À rồi, đường rộng và dài anh cứ bước đi. Em đừng lại để nhìn anh quay gót. Dịu dàng đến từng phút giây. Cứ thấy em gặp anh dịu dàng đến từng phút giây. Nếu thích em thì anh hãy nói qua I need. Anh yêu em nhưng lại không nói ra hết chàng. Dạo này chị vô Instagram ảnh không được nữa. Nếu chị bị bên đó lóc rồi sao? Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm. Trời đôi mãi không quên được nhau. Hay chưa? Có nhau không? Chị biết. Em ngày xưa đôi ta nắm tay nhau trên mình rơi rung đơ. Kem dâu tình yêu chị biết đó. Bối rối, tình yêu vô vơ lướt qua mang đến em những nỗi mong chờ. Chị rất tự tin về khả năng âm nhạc của mình. Ugly to anyone. To anyone. I'm the best. To anyone. Gotta be you to anyone. To anyone. Chứ sau gì cũng sẽ dính một bài. To anyone nữa. I'm a lonely, 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 lonely. I'm a lonely, lonely. Sita. Shake it, shake it, shake it. Hay chưa? Trời ơi, giỡn cái chị hả? A long. I'm a long, 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 long. More land, bam. Bam, 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 bam. Triple market, and triple market. Live and hip hả? Live and hip. Chop, chop. Dun, 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 dun. I'm trapped, I'm trapped. Xe đạp. Dường như anh đã làm má em thêm hồng. Solo. Sau này em sẽ làm cái bài nhạc solo. Tại vì em là người thành viên thứ 5 á. I'm solo. Cái điệu đó sao? Ê, cái điệu đó sao? Chị quên điệu rồi. À, trời solo. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa. Crazy for a minute. Crazy. So candy. Bông hồng cài áo. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai. Ai khổ vì ai, ai khóc cũng vì ai. Duyên phận, phận làm con gái, chưa một lần yêu ai. Nhìn vào như lần đầu ta hỏi nhỏ, trong nắng vàng bay bay. Xa mưa, trời xa mưa giông cho con gì đó. Kiếp cầm ca. Khi biết em anh kiếp cầm ca. Đêm đêm phòng trà. Về đây bên nhau. Ta nói lại tình xưa. Chuyện tình phượng buồn. Anh đến với em vào một ngày phượng buồn lắm. Hàng mặt tử. Tôi kể người nghe. Ông không có đà lan và đẹp. Ai mua trang tôi bán trang cho. Đập vỡ cây đàn là đập vỡ cây đàn. Thành phố buồn lắm không em. Sao anh nỡ đành quên những ngày ân ái hôm nào. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Xin trả lại thời gian người con gái. Phải làm người con gái Bến Tre. Bầu sang pha rạch miễu. Hoa léo đéo theo sao. Cậu ngồi, cậu khóc, rồi hạ nhỏ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau. Ôi nước lũ dâng cao, nước tràn bờ đê. Biển tình à, vừng lá me bay nhớ ngày nào kỷ niệm chúng mình. Chuyện ba người, một người đi trước, một người. Em đi trên cỏ non, một trên đôi bờ đường. Đừng nói xa nhau, cho tâm hồn đau khổ. Nói buồn hoa phượng hả? Bông cái mà quả bông. Ủa lý cái bông. Bông xanh, bông trắng rồi lại vàng bông. Ồ, giờ mới hết giờ hả em? Trời ơi, hay quá vậy. May quá kịp lúc em ơi.
chị buồn quá à. K-pop chị không có cứ nhớ tên bài hát. Chị cảm thấy rất là vui khi mà sau khi cái thử thách này mình thực hiện xong thì chị mới biết được là đúng là cái thế mạnh của chị là bolero. Là một người diễn viên như chị thì kiến thức âm nhạc như vậy là nó quá ư là tốt, quá rộng. Vừa cởi mở và vừa hiểu biết sâu, rộng, cũng như là bài gì chị cũng biết, bài gì chị cũng thuộc giai điệu hết. Chị nói thuộc lời nha, lời chị chưa có thuộc lắm. Nhưng mà bài gì chị cũng nghe. Chị là một người diễn viên yêu nhạc. 50 bài. Trên 100 bài. Chị cược 80 bài, chị lên 90. Ừ, vậy chị 65 em. Nãy chị cược 45 phải không em? Chị cược tới 60. Khùng quá. Chị cược 65 hồi nào em bị gì vậy? Chị có phải ca sĩ đâu. Vậy là chị được gì không em? Dạ không, chị thất bại luôn. Chị thua. Chị thất bại. Tôi là Trần Thị Diệu Nhi, nhà bè. Và tôi đã thất bại trong thử thách 100 bài hát mùa 2. Từ nay hãy gọi Diệu Nhi là Nhi âm thanh. Quá mệt mỏi với cô nàng này mà. Đã nhận mình là thành viên thứ 5 của Blackpink mà lại quên hit của đồng nghiệp Jennie. Coi có điên không chứ.